11 giờ đêm, trong nhóm chủ nhà bất ngờ nhận được một tin nhắn, tâm trạng không tốt, muốn giết người. Tôi giật cả mình, nhưng suy nghĩ một chút chắc chỉ là đùa thôi. Tôi không nghĩ nhiều liền hùa vào, nhớ chụp ảnh lại đấy nhé. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng 5 phút sau, 303 liền nhắc tên tôi vào nhóm và nói, tôi đã giết 203 rồi, cũng chụp ảnh lại cho cậu xem rồi đó. Thấy bức ảnh 303 gửi đến, tôi liền nổi cả da gà. Trong ảnh, một cô gái bị chặt làm đôi, đang nằm trên vũng máu. Cô gái này ở phòng 302 tầng trên, ở ngay bên cạnh 303. Chẳng lẽ 303 giết người thật sao? Chuyện này thật là kinh khủng. Lúc này, tôi không buồn ngủ chút nào. Vừa lên ghế sofa bắt đầu đọc tin nhắn trong nhóm. Nhưng trong nhóm không ai dám lên tiếng. Im lặng một hồi lâu, mới có thêm đôi ba dòng tin nhắn xuất hiện. Anh đang làm cái gì vậy? Nửa đêm rồi đừng đùa thế này chứ. Không buồn cười chút nào cả. Sau đó 501 cũng gửi tin nhắn. Cậu bị điên hay gì? Còn chỉnh sửa ảnh dọa người khác nữa. Sau khi nhìn thấy tin nhắn 501, mọi người cũng bắt đầu của trách 303. Có vấn đề về tâm lý phải không? Nếu rảnh rỗi quá, mở điện thoại lên YouTube xem hoạt hình có phải tốt hơn không? 303 không thèm giải thích mà gửi một khuôn mặt cười vào trong nhóm. Bây giờ tâm trạng tôi tốt hơn rồi. 501 liền trả lời, tâm trạng của cậu tốt hơn, nhưng lại làm ông đây sợ không ngủ được đây này. Sau đó, lại có mấy người khác ra chỉ trích 303. Nhưng dù trong nhóm có tắc 303 thế nào, 303 vẫn không thèm lên này. 403 nhắn vào trong nhóm, ai đến 302 xem thử xem cô ấy hiệu thật hay chưa? Hoặc là gọi điện hỏi thử xem. Tôi nhắn tin riêng cho cô ấy rồi, nhưng vẫn chưa trả lời. 303 đừng có giả vờ, nếu không ra đây tôi sẽ báo cảnh sát. Này, 303 cậu ngứa đòn lắm phải không? Có tin tôi tẩn cậu không? 501 nói, tôi từng gặp là tên con đồ nổi tiếng ở đây. Trên người đeo dây chuyền đồng hồ vàng, một ngày ăn 2 bữa thịt nướng, khuôn mặt cũng rất đáng sợ. Mọi người trên tầng đều sợ hắn. Thấy 303 không lên tiếng, 501 liền lo lắng. 303 à, nếu như cậu vẫn không chịu lên, tôi xuống dưới xử cậu luôn đấy. 403 và 301 cũng hồ theo. Đại ca, dùng đó tẩn hắn một trận. Phải, đại ca đánh hắn là xong ấy mà. Để xem, lần sau hắn ta còn dám làm đùa cái kiểu đáng sợ này nữa không. Có lẽ là nhìn thấy mọi người sắp nổi đó lên. Cuối cùng 303 cũng chịu lên tiếng. Xin lỗi mọi người nhé, tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi cứ tưởng hắn ý thức được, không nên đùa kiểu đáng sợ này vào ban đêm, nên mới nhận sai với mọi người. Nhưng sau đó, 303 lại nói thêm một câu ở trong nhóm. Lần sau tôi dám nữa, làm sao nào. Tôi lặng đi một lúc. Con dám cái gì? Con dám đùa như thế này? Hay là con dám giết người đây? Càng đọc tôi cảm thấy rùng mình. Tôi quyết định báo cảnh sát. Nhưng ngay lúc này, lại có người gửi tin nhắn vào nhóm. Vậy mà lại là 302 vừa bị giết. Tôi vừa mới xem trận đấu bóng rổ của Khôn Khôn, nên không chú ý tin nhắn trong nhóm. Tôi vẫn sống sờ sờ mà, là 303 nói đùa đấy. Nói rồi còn chụp ảnh xem trận đấu bóng rổ ở nhà. 402 nhất thời có chút khó chịu. 303 đúng là làm người ta sợ hãi. Mấy chuyện như thế này ra đùa. Hãy tôi xin nữa thì báo cảnh sát. Đợi tôi cho cậu ta một bài học, để xem sau này cậu ta còn dám không. Đúng thế, phải cho cậu ta một bài học. Nhìn thấy người bị 303 giết xuất hiện, sự căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được giải tỏa. Đồng thời tôi vào nhóm tắc tên 303, sau này đừng đùa kiểu này nữa đấy, làm tôi sợ chết đi được. Vốn tưởng trò đùa này kết thúc tại đây rồi. Tôi chuẩn bị đi vệ sinh rồi đi ngủ. Nhưng lúc đi vệ sinh, phòng số 202 bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi. Đừng nói chuyện trong nhóm nữa, đó không phải là ảnh chỉnh sửa đâu. 302 thực sự đã bị 303 tiễn về châu chấu. Nhìn thấy tin nhắn 202 gửi cho tôi, khó khăn là mới bình tĩnh, lại bắt đầu căng thẳng. Thế là tôi lập tức hỏi 202, sao cô cũng đùa cái kiểu như vậy? Người sống ở phòng 202 là một cô gái trong tuổi tôi, cũng là fan cứng phim hoạt hình, cho nên cũng khá thân quen. Sau khi 202 nhìn thấy tin nhắn tôi gửi liền nhấn mạnh, tôi không nói đùa đâu, 302 thật sự đi rồi. Trên ban công phòng tôi toàn là máu. Sau đó 202 đã gửi cho tôi một bức ảnh, đó là ban công nhà cô ấy. Những thứ bám trên cửa sổ đó đều là máu chảy xuống bị khô lại. Giận người vô cùng, đó chính là máu của 302. Cô ấy sống ngay trên phòng tôi. 303 thực sự đã giết cô ấy. Máu thuận thế đã chảy xuống phòng của tôi. Phút chốc, tôi nắm chặt điện thoại, rồi nghiêm túc hỏi lại một lần nữa, là bị giết thật sao? Tôi cũng không biết. Tôi đoán vậy, nếu không thì chỗ máu này từ đâu ra được chứ? Tóm lại, anh đừng nói gì trong nhóm cả. Tôi vừa báo ban quản lý nhà đất rồi, anh ấy nói lát nữa sẽ lên xem thử. Chẳng mấy chốc, ban quản lý đã gửi một tin nhắn trong nhóm chủ phòng. 303 này, sau này phát điên thì cút xa một chút. Có bệnh thì đi khám đi, đừng vào trong nhóm làm ảnh hưởng đến các chủ phòng khác. Thấy ban quản lý nói vậy, 303 cũng không tức giận mà trả lời lại một dòng, được thôi. Đúng là xui xẻo, nửa đêm đang ngủ ngon lại gặp phải một kẻ thần kinh. Đọc xong cuộc trò chuyện trong nhóm, tôi bèn trả lời 202. Ban quản lý đã lên trên đó xem chưa đấy? Tôi không rõ nữa, anh ấy vẫn chưa trả lời tôi. Chắc là không xem điện thoại. Không phải anh ta nhắn trong nhóm sao? Chắc là nhìn thấy tin nhắn cô gửi rồi. Vậy để tôi gọi hỏi xem.
Cô ấy nói xong chưa được 10 giây, một tiếng chuông điện thoại đã vang lên bên ngoài hành lang. Đầu óc tôi tê dại, tiếng chuông điện thoại càng ngày càng đến gần. Từ bên kia hành lang từ từ đi tới, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà tôi. Lúc này, trong nhóm cũng có thêm mấy tin nhắn. Hình như ban quản lý lên tầng 2 rồi. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo. Tôi cũng nghe thấy. Nếu là tôi thì tôi sẽ không lịch sự với 303 đâu. Mấy người cũng thế, vẫn còn nghiêm túc với cậu ta. Giết người, cậu ta có gan đó sao? Xem xong tin nhắn trong nhóm, tôi lại gửi tin nhắn cho 202. Ban quản lý lên rồi. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là cô gọi hả? Tin nhắn đã gửi đi mấy phút, nhưng 202 lại không trả lời tôi. Thế là tôi lại gửi thêm một tin nhắn khác cho 202. Là cô đang gọi đó hả? Sao chuông vẫn reo thế? Cô gọi được chưa? Thấy tin nhắn tôi gửi cho cô không? Trả lời tôi đi. Sau khi gửi tin nhắn, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đột nhiên tôi nhận thấy bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn. Nhưng tôi đợi một hồi lâu, cô ấy chỉ gửi đúng một chữ cho tôi. Đừng, đừng cái gì? Tôi đang định hỏi, lại thấy cô ấy thu hồi tin nhắn này. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bên ngoài cũng im bặt. Bàn tay tôi đổ mồ hôi, từ từ đi về phía cửa. Tay nắm cửa đột nhiên xoay một chút. Có người đang mở cửa nhà tôi. Lúc này tôi bị sợ toát mồ hôi hột. Tôi không dám phát ra tiếng động nào. Tôi vô thức từ từ tiến về phòng ngủ và chui xuống dưới gầm giường. Tôi cũng không dám thở mạnh, chỉ cầu trời hắn không mở được cửa. Kết quả giây tiếp theo, cửa nhà tôi mở ra. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại trong nhà tôi. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ của tôi. Tôi sợ đến phát khóc, nhưng lại sợ người đó nghe thấy, nên tôi lấy hai tay che miệng của mình lại. May mà người đó chỉ nhìn phòng ngủ một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Mấy giây sau đó, tiếng đóng cửa vang lên. Tin tôi cuối cùng cũng thả lỏng hơn rồi. Sau đó, tôi vội lấy điện thoại, mở mục trò chuyện nhắn tin cho 202. Người ở hành lang không phải quản lý, bây giờ hắn đang đi về phía cô. Đừng có mở cửa đấy. Nhưng tôi còn chưa kịp gửi đi, bên 202 đã gửi một tin nhắn đến. Sao anh không ở nhà? Không ở nhà sao? Làm sao cô ấy biết mình không ở nhà chứ? Tôi không trả lời mà ra ngoài cửa, cẩn thận nghe ngóng. Những âm thanh ngắt quãng bên ngoài hành lang, cứ như cái gì đó bị kéo đi, lúc lên lúc lại xuống, hình như là phát ra ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3. Sau đó âm thanh này càng ngày càng đến gần. Lúc đến trước cửa nhà tôi, âm thanh này dừng lại. Chắc là dừng lại ở cửa phòng 202. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh. Cửa 202 bị đóng lại rồi. 202 đang làm gì vậy chứ? Sao cô ấy biết mình có ở nhà hay không? Với lòng đầy những nghi ngờ, tôi lại lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho 202. Cô đang làm gì vậy? Không làm gì. Phải rồi. Tôi vừa đi đưa đồ cho anh. Tôi gõ cửa nhưng anh không đáp lại. Câu nói này khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Tôi nhận ra người nói chuyện với tôi chắc chắn không phải 202. Nhưng điều đáng sợ hơn là trong nhóm chủ phòng lại có thêm mấy tin nhắn. Vừa nãy tôi đi lên kiểm tra thử rồi, 302 không sao cả. Tất cả là do 303 bày trò. Tôi đã phê bình cậu ta rồi. 303 thật sự không giết người. Mọi người đừng hoảng. Cuối cùng, anh ta còn tắc 303. Cậu nói xem có đúng không? 303 cũng ngay lập tức nói, đúng vậy. Xin lỗi mọi người nhé. Lúc này tôi chỉ đùa thôi. Tôi không có giết 302. Tôi thật sự không giết mà. Sau đó, 303 cũng tắc tên 302 và cô ấy giải thích, 303 thực sự không giết tôi. Mọi người ngủ sớm đi nhé, hoặc là xem video chuyện trên YouTube đi nha. Đang xem đây nè, phim hoạt hình của kênh này hay quá nè. Nhưng thường xuyên mặt dày gọi chủ kênh là anh chàng đẹp trai nè. Sau đó tin nhắn liên tục được gửi vào trong nhóm, trông vô cùng vui vẻ. Nhưng theo tôi thấy đó lại là sự kỳ lạ khó tả. Sau đó, quản lý hỏi, mọi người đều ở nhà phải không? 202 là người trả lời đầu tiên, đang ở nè. Sau đó, các chủ nhà khác cũng lần lượt trả lời, đang ở nhà, vừa bị đánh thức xong, vừa tắm xong, nằm rồi nhưng vẫn chưa ngủ nữa. Sau đó, quản lý lại tắc mấy người khác ở trong nhóm. Mấy người thì sao? Có ở nhà không? Có chứ, đang xem phim nè. Tốt. Còn 301 thì sao? 301 không lên tiếng. Quản lý lại tắc 301 thêm mấy lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì. 2 giây sau, quản lý lại tắc tôi, cậu có ở nhà không? Nhìn màn hình điện thoại, tôi liền thấy lạnh cả sống lưng. Mà nhóm vốn đang náo nhiệt, lúc này lại không ai nói gì cả. Chỉ có quản lý đang không ngừng tắc tên tôi, nhưng tôi không dám trả lời. Tay đang cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy. Đúng lúc tôi đang không biết phải làm sao, điện thoại reo lên một tiếng. Tôi mở máy ra xem, hóa ra là 301 gửi tin nhắn. Đừng để họ biết cậu đang ở nhà. Anh phát hiện cái gì sao? Cậu đọc kỹ tin nhắn họ gửi trong nhóm đi. Họ đang chờ cậu và tôi gửi vị trí đấy. Hơn nữa giọng điệu của tất cả bọn họ đều giống nhau. Có lẽ đều là cùng một người. 2 giây sau, anh ta lại hỏi tôi, cậu vẫn là 203 chứ? Tôi là 203, cậu làm thế nào để chứng minh? Tôi suy nghĩ một hồi, bên kia lại bất ngờ gọi video cho tôi. Tôi vừa định nghe máy, lại cảm thấy cứ sai sai. Tôi lại gọi tin nhắn hỏi, vậy còn anh? Anh vẫn là 301 chứ? Bên kia không trả lời tôi, mà gửi một đoạn tin nhắn thoại đến. Tôi là 301 đây. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn là 301. Nói gì đi chứ?
Lần này 301 im lặng trong vòng 2 phút. Cũng chính lúc này, 202 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tại sao anh không trả lời quản lý chứ? Anh đang ở đâu thế? Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại, không phải cô gọi cho quản lý rồi à? Anh ta nghe máy không? Anh ta nói gì cô cũng nhìn thấy hết rồi đấy. Đúng rồi, anh ta nói rằng 303 không giết 302. Vậy máu trên ban công của nhà cô phải thích như thế nào đây? 202 im lặng một lát, chụp ảnh gửi đến. Lần này không chỉ trên ban công, đến cả trên sàn nhà cũng có vết máu. Tôi sợ đến nỗi suýt hét lên, rồi vội vàng che miệng lại, vì sợ sẽ bị người khác phát hiện. Tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn vào điện thoại một lần nữa. Lúc này 202 lại gửi một tin nhắn khác đến. Đây là máu sao? Tôi không biết đâu. Hay là anh qua đây xem có phải không? Tôi sẽ tìm được cô. 203 cô cứ đợi đấy. Đúng như dự đoán của mình, cô ấy không còn là 202 nữa. 202 có khả năng đã bị giết rồi. Lúc này 301 đã rất lâu không trả lời lại gửi một tin nhắn đến. Tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát sẽ đến đây. Tôi lại tiếp tục hỏi chuyện trước đó. Anh làm sao để chứng minh mình là 301? Có tiện gửi tin nhắn thoại không? Nhưng 301 vẫn không chịu gửi tin nhắn thoại. Thế là tôi hỏi, anh lưỡng lự cái gì chứ? Anh không phải 301 đúng không? Lúc này 301 cũng không giấu thêm mà nói một cách kỳ dị. He he, bị máy phát hiện rồi. Này, 303, anh là 303 phải không? Không có ai biết được tao là ai đâu. Lúc này tôi cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cái tên 303 này đang muốn giết tất cả mọi người. Thế là tôi cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Tôi thuật lại tình hình ở đây cho tổng đài viên nghe. Nhưng tổng đài viên nói với tôi, họ đã nhận được cuộc gọi báo rồi. Họ đang trên đường đến đây rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? 301 thực sự đã gọi anh ta không lừa mình. Đúng lúc này, 501 đã gửi tin nhắn vào trong nhóm. Ai đang làm âm ở dưới tầng thế? Có để người khác ngủ không hả? Còn dám làm ồn nữa, tôi xuống xử luôn đấy nhé. Sau khi 501 gửi tin nhắn xong, 303 bất ngờ gửi một bức ảnh vào trong nhóm. Người trong bức ảnh đó là 403 đã hẹo. Lúc này anh ta đã bị đóng đinh vào tường rồi. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Sau đó 303 nói tiếp, đại ca, vừa rồi, chính cái tên ở 403 đã làm phiền giấc ngủ của anh. Tôi đã đóng đi cậu ta lên tường rồi. Anh nguôi giận đi nhé. Nhìn tin nhắn 303 gửi đến, 501 cũng giật cả mình. Cậu giết người thật à? Tôi phải báo cảnh sát thôi. 303 thông thả trả lời lại, đại ca, anh không phải vội như thế, anh cũng không thoát đâu. Tôi sẽ tiện anh đi gặp cái tên phòng 403 ngay lập tức. Đợi tôi đấy, tôi đến tìm anh ngay. 501 không nói gì. Có lẽ hắn ta cũng rất sợ. Mặc dù hắn là côn đồ, nhưng chắc hẳn hắn cũng gặp phải tình huống này lần đầu. 2 phút sau, 303 lại gửi một tin nhắn vào trong nhóm. 501 à, anh không có ở trong nhà sao? Tôi ở nhà mà, anh đừng có mà mồm điêu. Sau đó 303 đã gửi một vài bức ảnh vào trong nhóm. Đó là ảnh căn nhà 501 mà. Xem ra 303 thật sự đi tìm hắn. Tôi chẳng rõ lúc này tâm trạng của 501 ra sao. Nhưng tâm trạng của tôi lại vô cùng sợ hãi. 10 phút sau, 303 lại gửi một bức ảnh vào trong nhóm. Trong ảnh là một cánh cửa sắt bị khóa. Là cửa sắt ở hành lang chúng tôi. Tao đã khóa cổng lại rồi. Hơn nữa mỗi căn nhà cho chúng ta đều có cửa sổ chống trộm. Chúng mày hết đường chạy rồi. Tất cả đợi đấy cho tao. Đọc đến đây tôi sợ vô cùng. Tôi chợt nghĩ, may là cảnh sát đang tới đây rồi. Mình chỉ cần đợi đến khi cảnh sát đến là được cứu rồi. Nhưng tiền đề là không thể để 303 tìm được mình. Nghĩ đến đây, não tôi liền nghĩ ra câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tôi đi đến phòng 202 bên cạnh. Cửa phòng 202 khắp sàn nhà đều là máu. Tôi còn không dám nhìn, vì sợ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó. Tôi trốn vào trong tủ ở trong phòng ngủ, quan sát tình hình bên ngoài qua khe hở của tủ. Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại kêu lên. Chỉ thấy 303 gửi một bức ảnh vào trong nhóm. 501 ở trong ảnh đang trốn ở trong nhà vệ sinh, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Tao tìm thấy hắn rồi. Nhưng tiếp đó, điều kỳ lạ hơn là 301 cũng gửi một tin nhắn vào nhóm. Tìm thấy rồi, tại sao không giết luôn đi? Đang giết nè. 303 gửi tin nhắn đó vào trong nhóm. Cả tòa nhà đều cùng hét lên những tiếng hét thất thanh. Lúc này tôi sắp tè ra quần rồi. Rồi tôi bình tĩnh lại. Tôi chợt nghĩ đến, vừa rồi 301 lại xuất hiện. Chẳng lẽ kẻ điên giết người có hai người? 301 cũng là một trong số đó sao? Tôi đang suy nghĩ. Đúng lúc này, 301 đã gửi tin nhắn cho tôi. Cậu đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi. 303 đi tìm cậu rồi. Sắp không kịp rồi. Mau nói cho tôi biết đi. Lúc này người tôi run cầm cập. Quả nhiên, giây tiếp theo 303 lại gửi một tin nhắn vào trong nhóm. 203 à, bây giờ chỉ còn lại mày thôi. Mày đang ở đâu thế? Mày có ở nhà không? Tôi không dám trả lời, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh. Là 303, hắn đang đập cửa nhà. Sau đó nghe thấy một tiếng choang. Cửa nhà tôi bị đá tung rồi. 2 giây sau, 303 lại gửi một vài bức ảnh vào trong nhóm. 203 à, mày không có ở nhà sao? Tại sao mày lại giống 501 thế nhỉ? Mày cũng thích chơi trốn tìm như hắn ta có phải không? Nhưng mà tao thích, mày phải trốn thật kỹ vào đấy nhé.
Nếu như tao dễ dàng tìm được mày, vậy sẽ chẳng có gì vui cả. Trong khi tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, 301 lại gửi một tin nhắn đến. Mau đến văn phòng quản lý ở tầng 1, ở đó có chìa khóa cổng, sau đó mở cổng chạy đi. Sau khi đọc tin nhắn, tôi vô cùng hoang mang. Không phải họ cùng một ruột sao? Vậy tại sao còn muốn cứu mình? Cả trước đó cũng là anh ta báo cảnh sát. Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Sau đó cảm thấy trốn ở đây cũng không an toàn. Sớm muộn gì 303 cũng sẽ tìm thấy tôi. Nên tôi quyết định tin 301. Tôi sẽ đi xuống văn phòng quản lý ở tầng 1. Nhân lúc 303 vẫn đang lục lọi ở trong phòng tôi nắm chặt tay đi ra khỏi phòng 202 rồi chạy thẳng xuống tầng dưới. Mặc dù tôi hành động rất nhẹ, nhưng mà vẫn bị 303 phát hiện. Ua, hóa ra mày ở đây. Không phải bảo mày trốn thật kỹ sao? Sao lại tự chạy ra ngoài này rồi? Chơi không vui chút nào cả. Toang rồi. Tôi dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh xuống tầng dưới. Vừa chạy đến cửa văn phòng quản lý, lại phát hiện cửa văn phòng quản lý đang mở. Tôi vội lao trong rồi khóa cửa lại. Đúng lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, lại bị sốc trước cảnh tượng kinh hoàng ở trong phòng. Lúc này, quản lý đang nằm trên một vũng máu. Anh ta cũng bị giết. Tôi sợ chết khiếp. Lúc này tiếng đập cửa bên ngoài kéo tôi khỏi nỗi sợ. Xem ra 303 đã đuổi đến rồi. Lúc này, 301 lại gửi tin nhắn tới. Mau chạy đi. Nhưng mà 303 đã chặn ở ngoài cửa. Tôi không còn đường thoát rồi. Rất nhanh, bôm một cái. Lúc này cửa phòng đã bị 303 đá tung ra. Sau đó 303 cầm con dao căm tiến vào trong. Nào, nào, chạy đi. Sao không chạy nữa? Đầu tôi dần trống rỗng. Tôi thầm nghĩ dù sao cũng phải ngỏm. Hôm nay phải liều mạng thôi. Tôi nhanh chóng ném cái ghế sai qua đó. Nhưng không ngờ rằng 303 lại tránh được. Sau đó tôi run rẩy khựu người xuống đất. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Cái tên 303 cứ thế từ từ đi về chỗ tôi. Lúc này tôi sợ đến mức cứng đờ người. Đúng lúc 303 cầm dao lên định đâm vào tôi, một bóng người từ góc cầu thang lao vào trong này. Một cước đá bay 303 ra xa. Hóa ra là 301. Sau đó, 301 đỡ tôi lên và đưa chìa khóa cho tôi. Mau chạy đi. Nhưng 301 vừa mới nói xong, khuôn mặt đã trở nên đau đớn. Hóa ra, 303 đã đứng ở phía sau lưng 301. Đâm 301 một nhát dao từ phía sau. 301 lập tức ngã lăn ra đất. Giây tiếp theo, 303 lại chuyển mục tiêu sang tôi. Hắn giơ cao con dao, nhìn chằm chằm vào tôi. Lần này thì mày hết cứu rồi. Chịu chết đi. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Ngay sau đó, tôi nhắm hai mắt lại và chờ đợi cái chết. Lúc này, một tiếng súng vang lên. Lúc tôi mở mắt ra, thì phát hiện 303 đã ngã ra đất. Hóa ra cảnh sát đến đây. Nhìn thấy 303 đang hành hung liền dùng súng bắn chết hắn ta. Kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tôi vẫn còn sống. Hai ngày rưỡi sau, ở trong bệnh viện, tôi đã gặp cảnh sát Trương Thị Phi. Anh ấy kể cho tôi những gì đã xảy ra. Thì ra, cả hai người 303 và 301 đều là những người rất thành công. Do tính cách hướng nội nên thường ngày hay đi làm đều bị bắt nạt. Họ sống rất khổ sở, dưới áp lực tinh thần lâu dài. Hai người quyết định cùng nhau trả thù xã hội, xóa sổ những người từng bắt nạt và khinh thường họ. Nhưng về việc có nên khử tôi hay không, cả hai bắt đầu mâu thuẫn. Không biết vì sao 301 cứ ngăn không cho 303 xử tôi. Lúc này 303 đã giết người không chớp mắt, hoàn toàn không nghe lọt tai. 301 bất đắc dĩ chọn báo cảnh sát. Nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao 301 lại giúp. Đến khi tôi xuất viện về nhà, tôi tìm thấy một tờ giấy ở trên bàn trong phòng khách. Trên đó viết rằng, cảm ơn cậu 203 rất nhiều. Bánh há cảo lần trước chính là bánh há cảo ngon nhất mà tôi từng được ăn trong đời này. Đây là lời 301 viết cho tôi. Rồi những ký ức trong đầu tôi dần hiện lên. Hóa ra lúc trước, khi đón năm mới, tôi từ quê mang lên rất nhiều bánh há cảo mẹ làm cho tôi. Một mình tôi ăn không hết. Lúc về nhà lại đúng lúc chạm mặt 301. Xin chào. Chúc mừng năm mới nhé. Chúc mừng năm mới. Anh ở nhà 301 phải không? Tôi ở nhà 203. Dưới nhà tôi có một ít bánh há cảo mẹ tôi tự làm. Một mình tôi ăn không hết được. Nếu anh không chê thì mang một ít về mà ăn. À, cảm ơn. Không ngờ hành động tử tế này lại cứu mạng tôi. Sở dĩ 301 muốn bảo vệ tôi trong tình huống như vậy, có lẽ là do túi bánh há cảo này. Cũng đúng như câu nói của ông bà ta, người làm việc thiện, tuy phúc chưa đến, họa đã tránh xa. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.